bây giờ nè, công trình ngày xưa nè, tòa nhà rất là cổ. Buổi tối thì các em nhỏ ở đây đá banh, bán đồ lưu niệm. Nhưng mà ta thấy rất là vắng luôn. Ở đây có những cái hàng quán ăn vặt. Rồi, một số hình ảnh về con đường đại lộ Lê Lợi ngày xưa, cũng là đường Lê Lợi ngày nay, gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trên đường Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi năm xưa. Theo hướng này mình sẽ đi về công trường Quách Thị Trang. Quảng trường Quách Thị Trang nè. Ủa, công trường Quách Thị Trang chứ hả? Ngay chợ Bến Thành. Khoảng cách chợ Bến Thành khoảng chừng 200-300 mét thôi. Thì hành trình tối nay em dẫn đây ồn quá. Hành trình tối nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng đường đại lộ Lê Lợi năm xưa. Cũng là đường Lê Lợi ngày nay, để các anh chị và các bạn có thể hình dung được cái khung cảnh của ngày xưa nó khác với ngày nay như thế nào ha. Còn theo hướng camera đây, chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Huệ, về cái bùng binh bùng kèn năm xưa. Nhưng mà cái bùng binh đó thì bây giờ không có còn nữa. Rất là nhiều sự thay đổi ở cái con đường này. Ngay chỗ chúng ta đứng đây là cái siêu thị Sài Gòn Center, nay là cái siêu thị của Nhật Takashimaya. Sát với cái siêu thị này thì ngày xưa có cái thương xá Tắc, nhưng mà cái thương xá Tắc đó thì bây giờ không còn nữa ha. Đã rất là nhiều sự thay đổi ở trên con đường Lê Lợi này. Nhưng mà thay đổi như thế nào thì mời cô chú anh chị và các bạn comment để chúng ta được rõ hơn ha, để thấy ngày xưa và ngày nay nó như thế nào. Em đang đi trên cái hành lang của cái siêu thị này. Ở đây rất là đẹp, thiết kế rất là mát và rộng nữa. Những cái shop thời trang ở cái khu vực siêu thị này. Phía trước chúng ta đó là đường Pasteur. Đường Pasteur đi cuối đường Pasteur thì chúng ta sẽ đi về sân bay đó, sân bay Tân Sơn Nhất ha. Phía bên kia ngày xưa chính là thương xá Tắc, một cái bãi đất trống ngày nay đã thay thế cho cái thương xá Tắc rồi. Thương xá Tắc ngày xưa đã không còn nữa. Một sự thay đổi rất là lớn ở trên con đường Lê Lợi này. Chúng ta thấy kế bên thương xá Tắc ngày xưa chính là ngôi chùa, đó là chùa Chà, ngôi chùa Ấn Độ. Bây giờ vẫn còn ngôi chùa đó ha. Chúng ta nhìn thẳng ra hướng này là cái chợ Cầu Móng, chợ Cầu Móng năm xưa, và đường Võ Duy Nguyên ngày xưa, và là đường Hồ Tùng Mậu ngày nay đó. Hôm nay mình quay lại thì đó là cái siêu thị Sài Gòn Center. Rồi, hành trình bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường ha, qua đường bên kia Kem Bạch Đằng, rồi mình sẽ đi vòng bên kia đường Lê Lợi để mình thấy cái đường Lê Lợi mặt bên kia như thế nào.
Ở đây hiện đang có công trình tuyến metro đang xây dựng nè. Ở đây xe cộ rất là đông, qua đường rất là nguy hiểm. Chúng ta đi bộ qua đường Lê Lợi nha. Bên kia đường để đi hướng về chợ Bến Thành. Để biết đâu lại gợi nhớ đến một số hình ảnh ngày xưa khi mà cô chú anh chị còn ở Sài Gòn. Cũng một lần nào, một cái dịp nào đó ít nhất một vài lần đi trên con đường này. Bữa nay thì kem Bạch Đằng rất là đông luôn. Chắc là có lẽ có đoàn du lịch. Lại nay cuối tuần nên rất là đông ở đây. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi trên đường Lê Lợi nha. Những cái mặt tiền ở cái trục đường này rất là khó khăn trong việc mua bán nè. Rất ít người đi ở bên đây. Ngày xưa thì có rất là nhiều shop. Nhưng bây giờ bây giờ một bên là một công trường và một bên là những cái công trình, thôi là một những cái shop bán đồ lưu niệm. Rồi những cái con hẻm massage, chúng ta thấy họ đóng cửa, hầu như rất là nhiều shop đóng cửa, rất là vất vả, rất là khó khăn. Đây là một cái dãy phố mà đồng nhất kiến trúc nè, nhưng mà ở dưới chúng ta không nhìn thấy rõ được. Ở xa thì mình nhìn lên cái máy tôn á thì nó mới nhìn thấy được cái sự đồng nhất. Còn ở dưới thì mỗi cái shop, mỗi sự thay đổi nha. Ở đây bà con đóng cửa hết luôn. Tường hàng, tường cửa đồ vẽ tứ lung tung luôn. Ai mà có nhà ở đây cho thuê đâu có được, khó làm ăn luôn. Mấy năm trời khi nào mà cái tuyến tuyến metro này xong thì bà con mới thoáng ra được. Đây là giữ xe. Đây cũng có cái nhà rất là xưa luôn này. Nhớ về Sài Gòn xưa. Nhưng mà đóng cửa luôn rồi. Khóa cửa ngoài luôn. Ngày xưa ở đây nhà sách Sài Gòn nè. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Nhìn cảnh thật là buồn. Một cái nơi mà được xem là bộ mặt của thành phố, nhưng mà chắc có lẽ vài năm nữa thôi, vài năm nữa khi cái công trình này xong thì những cái bộ mặt nó sẽ được xô lại ha, hy vọng là sẽ đẹp hơn ngày xưa. Đây chúng ta đang ở giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hướng này là hướng từ sân bay về nè. Đường Nam Nghĩa một chiều ha, xuôi chiều theo hướng Nam Khởi Nghĩa chúng ta sẽ đi đến bến Trường Dương. Có một cái comment ở địa chỉ 60 bến Trường Dương thì chắc hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video sau nha. Đó, chúng ta nhìn bên kia là Sài Gòn Center nè.
Đẹp chưa? Sài Gòn lộng lẫy, chỉ có ô đó thôi. À, đây cũng có rất nhiều khách Tây đi du lịch ở đây. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. À, đây họ bán cái đồ lưu niệm. Cái võng, dớ, rồi đồ đi phượt đó. Và đường đứng này đó là hồi xưa là trung tâm vàng bạc ITC. Ngày xưa hay bị có một vụ cháy rất là lớn ở đây. Nhưng mà bây giờ nè, công trình ngày xưa nè, tòa nhà rất là cổ. Buổi tối thì các em nhỏ ở đây đá banh. Con đường vắng thì có những đứa trẻ đá banh thôi. Thẳng đứng này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành nè. Ở đây hầu như rất là nhiều cửa hàng đóng cửa. Sửa đổi thay một cách chóng mặt đối với các anh chị bạn đã lâu rồi không có về Sài Gòn. Xưa có một cái bài hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nếu mà đi cái đoạn này mà ca cái bài đó thì không có được hợp cho lắm. Đây là những cửa hàng lưu niệm, bán đồ lưu niệm. Nhưng mà ta thấy rất là vắng luôn. Bây giờ mới có 8 giờ hơn, 8 rưỡi thôi. Mà các cửa hiệu đã đóng cửa cũng gần hết rồi. Hầu như cái hướng này chỉ có khách du lịch đi thôi. Còn khách địa phương hầu như là không có luôn. Có một thằng bé cầm camera đi thôi. Hello man, muốn có sao man? Thank you. Thank you. Ở đây cái chị nói tiếng Anh như gió. Chúng ta đang tới đường Phan Bội Châu, cửa đông chợ Bến Thành. Rồi chúng ta đã hết trục đường Lê Lợi rồi. Ở đây có những cái hàng quán ăn vặt. Mình sẽ đi trong đây và đi đến đường Lê Thánh Tôn ha. Đây là cháo lòng, quán cháo lòng. I got the next couple of weeks kind of free, which is good. Lần đầu tiên ta thấy ở trong đây có rất là nhiều hàng quán ăn uống. Qua là bột chiên. Đây là mặt sau của chợ, mặt sau của chợ đêm Bến Thành ha. Các bạn
hẹn hò nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video chợ Bến Thành về đêm vào ngày cuối tuần. Đây là đường giao lộ đường Lưu Văn Lan, con đường chuyên bán dép. Bán giày dép quá trời luôn. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi mặt sau của chợ trên đường Phan Chu Trinh. Hôm bữa có cô chú anh chị comment ngày xưa con đường này không phải tên này ha, nhưng mà tự nhiên em quên đường Phan Bội Châu ngày xưa là đường gì rồi. Chắc lẽ nhờ cô chú anh chị comment để chúng ta học hỏi thêm ha, để cho các bạn trẻ ngày nay biết được con đường ngày xưa nó tên là gì và như thế nào ha. Nãy trời mưa luôn rồi. Trời mưa bà con chạy nhốn nháo hết trơn. Rồi một số hình ảnh về con đường đại lộ Lê Lợi ngày xưa, cũng là đường Lê Lợi ngày nay, gửi đến cô chú anh chị và các bạn sự đổi thay rất là lớn ở con đường này. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.